Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn cùng hai đội chơi đã đến với vòng thi cuối cùng của ngày hôm nay. Đó chính là vòng thi nhanh trí. Trong cái phần này thì chúng ta có tất cả là hai gói câu hỏi. Và đội có số điểm hiện tại đang thấp hơn là đội nhà sẽ có quyền lựa chọn gói câu hỏi A hoặc là B. Tụi con ơi, tụi con sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào? Tính toán, tính toán. Dạ B. 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 Đội nào muốn đến với phần thi của mình trước? Đội con. Đội con đúng không? Xung phong thì trước luôn. Và ngay bây giờ xin mời đội nhà chuẩn bị câu hỏi đầu tiên của gói câu hỏi B dành cho đội nhà. Mọi năm, gia đình bé Vi đều mừng các ngày quốc tế thiếu nhi, ngày của bố, ngày của mẹ. Nhưng gia đình của bé Vi còn một thành viên nữa, đó là ông ngoại đã lớn tuổi. Bé Vi muốn tổ chức một buổi tiệc mừng nhân ngày quốc tế người cao tuổi, nhưng lại quên mất ngày đó là ngày nào. Các bạn có biết ngày quốc tế người cao tuổi là ngày nào trong năm hay không? Dạ con. Trời ơi, giơ tay rất là nhanh luôn. Ngày 1 tháng 10. Wow. Ngày 1 tháng 10, đó chính xác là ngày quốc tế người cao tuổi. Wow. Chúc mừng. Yeah. Bái phục chứ hả? Bái phục. Bái phục. Câu thứ hai của chúng ta. Món ăn nào bị lên men nhưng vẫn có thể ăn được? Món ăn nào bị lên men nhưng vẫn ăn được? Đúng rồi. Rất là nhiều món ăn mà lên men nhưng mà chúng ta ăn vẫn được và ăn rất là ngon. Thường sẽ là những cái món ăn mà muối chua lên chẳng hạn. Đáp án cuối cùng của tụi con sẽ là 5 4 3 2 1. Hết giờ. Tụi con không có đáp án đúng không? Vậy thì rất là tiếc, tụi con bị trừ đi 5 điểm. Câu hỏi này sẽ là một câu rất là dễ dành cho đội khách của chúng ta. Xin mời đội khách trả lời. Sữa chua lên men. Sữa chua. Mắm tôm. Mắm tép. Mắm tép ở đúng không? Là cũng là lên men. Yes. Ngoài ra còn có một vài loại thức uống như là rượu, gạo. Đó, thưa con, đó là những cái món ăn mà chúng ta vẫn thường ăn hàng ngày, là chúng ta sẽ để chua lên và đó là đáp án chính xác. Chúc mừng đội khách. Yes. 5 điểm. Rồi, chúng ta đến với câu thứ 3. Vì sao đường cao tốc không thể lắp nhiều đèn? Vì sao đường cao tốc không thể lắp nhiều đèn? Thì con nghĩ là do lý do gì? Cái gì? Để không bị chói mắt khi đi thì sẽ bị tông vào. Khi đi nếu mà chói mắt quá chúng ta không thể nhìn rõ được đường, mà đôi khi sẽ gây nguy hiểm đúng không? Dạ. Yeah. Chính xác. Chúc mừng. Yeah. Hay quá mình ơi. Một cái sự tư duy và logic rất là hợp lý và chúc mừng tụi con nhận về được 10 điểm. Câu tiếp theo, câu thứ tư. Vì sao trong xây dựng người ta thường xếp các viên gạch so le nhau mà không xếp thẳng hàng lên chồng với nhau? Nếu mà mình xếp thẳng hàng chồng với nhau á thì nó có thể bị sụp xuống. Người ta có hay có ghi là an toàn xây dựng là trên hết. Ý của con nói là nếu mà xếp thẳng hàng thì cái bức tường nó rất là dễ bị ngã đúng không? Nó không có độ kết dính nhiều và cao. Và đó là đáp án chính xác. Chúc mừng 10 điểm tiếp theo. Wow, hay quá. Hay quá. Câu cuối cùng cho tụi con nè. Người lái máy bay được gọi là phi công. Vậy người lái tàu hỏa được gọi là gì? Cái gì? Nghĩ đơn giản thôi tụi con. Người lái tàu hỏa. Tàu hỏa cũng được coi là một loại xe. Vậy thì người lái tàu hỏa sẽ được gọi là gì? Người lái tàu hỏa. Có một cái từ nó cũng là người lái nhưng mà một cái từ mà chúng ta nghe nó quen thuộc hơn. Tài xế tàu hỏa hả? Tài xế tàu hỏa. tài xế tàu hỏa. Đó đã bán cuối cùng chưa? Dạ rồi. Tài xế tàu hỏa hay là tài xế lái tàu là đã bán chính xác. Chúc mừng. Tụi con đã rất là xuất sắc với phần thi của mình, đã mang về 85 điểm. Chúc mừng. Yeah. Và bây giờ sẽ là lượt chơi của đội khách. Xin mời đội khách với gói câu hỏi A. Câu đầu tiên. Chất xơ cần thiết cho hệ cơ quan nào của cơ thể? Chất xơ trong rau củ quả đó. Ăn nhiều chất xơ để làm cái gì? Chất xơ là... hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa. Đó là đáp án cuối cùng chưa? Mình nghĩ là đó thôi. Đáp án cuối cùng. Chốt. Hệ tiêu hóa. Chính xác. Chúc mừng. Hay quá. Câu thứ hai. Gạo nếp khi nấu chín lên thì sẽ được gọi là gì? Gạo nếp nấu chín lên sẽ được gọi là gì? Là cơm. Đơn giản lắm mà nha. Cơm.
trả lời sai kỳ lắm rồi nha. Tụi con ơi, nói nhỏ nhỏ thôi. Đúng rồi Mai Vi, đúng cơm rồi tấm. Đáp án của hai bạn là cơm tấm. Cơm tấm. Ôi, yeah. Cơm thôi, đáp án cuối cùng là cơm. 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 Yes. Tụi con một tròng tay cho hai chú. Sai bét. Con biết, con biết. Nghe nè, nghe đội nhà người ta trả lời cho nghe nè. Xin mời tụi con. Xôi, xôi. Trời ạ, đâu? Đâu hả? Đâu ở đây hả? Đừng. Chúc mừng tụi con. Tụi con nhận về 5 điểm. Các chú bị trừ đi 5 điểm. Câu thứ 3. Cá chuối là tên gọi khác của loại cá nào? Rồi, biết luôn. Biết luôn, biết bên kia biết luôn. Biết luôn, biết luôn. Bên kia biết luôn. Bên đây không biết là kỳ lắm luôn. Alo, alo. Em chắc rồi, em hai chú ơi, alo. Rồi nhé. Trời ơi. Rồi, rồi, rồi. Chẳng nhớ. Đáp án cuối cùng là cá. Cá. Bóng. Bóng. Cá. Và đó là đáp án không chính xác. Để nghe nè. Nghe những nhà thông thái nè. Xin mời Tường Minh. Dạ là cá lóc. Không còn cá lưới nào để chui rồi. Được gọi là cá lóc hay là cá quả. Trào nữa. Đúng rồi, cá trào nữa. Thua, trời chú ơi. Thua các cháu. Rồi, vậy thì chúc mừng các chú bị trừ đi 5 điểm. Tụi con lại nhận được 5 điểm nữa, chúc mừng tụi con. Yeah. Điền tên của một loài chim vào chỗ chấm trong câu thành ngữ sau. Nhanh như chấm chấm chấm. Nhanh như con chim gì? Nhanh như con chim gì? Cắt, nhanh như cắt. Nhưng mà có chim cắt không? Có, anh tin em. Tại nhanh như cắt là đáp án chính xác. Hay quá. Câu cuối cùng là chắc chắn là sử dụng quyền ưu tiên đúng không? Ok. Ai là người được đi taxi mà không phải trả tiền? Tài xế. Từ từ nào. Câu này có quan trọng. Không đơn giản đâu nha. Đi taxi mà không phải trả tiền thì là bác tài. Đúng rồi, tài xế. Phải taxi. Nghĩ tới cái gì đó sâu xa hơn chút xíu mới tới tì. Đúng rồi đó. Đúng. Bác tài xế taxi. Em chắc không? Không phải trả. Không, cứ suy nghĩ. Cứ suy nghĩ đơn giản. Đơn giản ha. Ừ. Đó là bác tài xế taxi. Đó chỉ là bác tài xế taxi. Chúc mừng. Yeah. Và với đáp án cuối cùng, chúc mừng các bạn mang về 90 điểm. Nhưng người chiến thắng của chúng ta là đội nhà 95 điểm. Chúc mừng tụi con. Chúc mừng tụi con giải nhất 10 triệu đồng. Và đội còn lại của chúng ta xin được chúc mừng Mr. T và Bảo Côn với giải thưởng 6 triệu đồng. Xin được cảm ơn rất là nhiều. Xin được cảm ơn Mr. T và Bảo Côn. Và đặc biệt xin được cảm ơn hai tài năng nhí của chúng ta, đó chính là bé Mai Vi và bé Tường Minh, đã mang đến cho chúng ta 3 vòng thi rất là hấp dẫn. Và kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ còn quay trở lại vào thứ năm tuần sau trong khung giờ quen thuộc là lúc 19:15 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Và chương trình thứ năm Vui Nhộn được phối hợp thực hiện bởi đài truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty Sen Vàng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Yeah.